Geld ein, The Marcia, to make things interesting, huh? Last person I love. I was... Hôm nay nhìn mở cam vậy ta, mà bữa tôi nhớ coi nét lắm mà mờ đúng không, sao vậy ta? Từ từ nha, giờ đưa chỉnh lên lại nha, đưa chỉnh cấu hình cao lên anh em xem có bị gì hay. Này nếu mà đưa chỉnh cấu hình bình thường mà anh em xem vẫn mờ là do setting đó. Rồi anh em xem còn bị mờ không? 1080 sao mờ cái này được ta? Này anh em nhìn màn hình còn bị mờ không? Nằm mờ còn lem mà, mà lem mà. Này chắc do điều chỉnh cái bitrate á. Để buổi stream sau tôi cải thiện đi mà. Buổi stream này nó bị lắc rồi. Có bình thường hả? Sao đơ? Chẳng biết nào đơ thấy nó hơi mờ mờ rồi có chuyện. Hay da, game ngắn quá Nhật ơi. Nhật ghép cái game nào vô dùm anh game này nhé. Ok. Anh đánh con này hơi dở, mong em lượng thứ. Em bày anh chơi. Ok la 15. Trời ơi, hai đứa 2k7 hả? Sắp bằng tuổi cháu anh rồi đó. Em 2k7. Ừ, bằng tuổi cháu anh rồi đó. Chú đi con. Rồi. Cút rồi. Trời, mới kinh nghiệm bao ghiếp luôn. À, thì mới tập trung đi vô cái buổi đó chi trời. Nhìn thấy. Thank you.
Cảm thấy già hẳn luôn á hả? Dạ, 2K7, 2K8 cho Liên Minh, 2K10 cho Liên Minh quá trời. Minasun phải lát á, Minasun á. What you gonna do? Hình toàn tay ngắn. Dạ bên kia cũng ấy à. Sao đó mình nít dưới ta, cầm lồng bán hả? Lồng bán sao tôi đó nít dưới vậy? Sớm đi em. Hello girl. Ờ, đại dịp 2 chết rồi. Đào Tài ơi! Quỳ nó cây chết vừa tập hành luôn ấy. Chắc cứu quá. Trời ơi mạnh bữa quỳ cái nghĩa tông kìa. Muốn đụng thổ luôn vậy. Chém chưa đã gì hết, chém chưa đã gì hết nó xua luôn.